thôi em không thích chơi tim hai nam hai nữ đâu. Mẹ má con bị đi. Rồi có nên ra vội quên đi bao câu hứa cố thề. Từng chiều từng đàn chim mến mãi không mãi trong em về. Ta áo nắng giữa vai đai nhưng em đang ngồi người ơi. Đòi thay bên con có nắng em đến đây đợi ngó. Người nói đi cô vội chia đi em ngỡ sao hành. Vậy mà ngày nào ai nào em chờ đợi. Đã mơ mộng đã hy vọng để rồi thất vọng. Từ giờ chẳng còn bận nhau gửi nhau câu chào mà lòng đau biết bao. Vì còn mẹ già em thơ đã mang sinh thành dù lòng như mây răng xi xưa trong như yên tha thô hồng trắng nhân đề mong trắng xô nạ y sông trắng thành xuân của người con ơi. Phai còn đó, bạn xưa không còn. Bao nhiêu ngày suy không thể không buồn, những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết tan theo thời gian, sợ mất em nó mất lại buồn sâu. Đây mua máy ghê vậy. Muốn cái gì thì nói luôn. Anh làm gì? Đồ. Ok. Giải trí các bạn đúng không? Chơi cảm thấy vui vẻ là được. Không có nhất thiết là game, chơi game là bạn phải thắt cuộc đâu. Có không? Bạn thắt bao nhiêu nhập rồi? Cuối cùng bạn mất bao nhiêu người bạn rồi? Bởi một lý do duy nhất, mình quan trọng trọng thắng quá. Mình chửi người bạn của mình, luôn thể hiện mình lắng này cùng họ xa lắm. Nhỏ kia xinh thật, giống như một nàng công chúa vậy. Nếu đó mà là công chúa, thì em chắc chắn là hoàng hậu rồi. Người ta yêu chỉ riêng đẹp, đặt câu nghi vấn lộn nàn. Vì sao bước đi đàn tình anh trai ngang?
Anh cho mày 3 giây. 1 2 3 Mày thích 3 giây không? Mày tin trong 3 giây tao đánh mày nhập viện 3 tháng mới về không? Đi ra chỗ khác chơi. Thì sẽ có lúc phải bất ngờ thôi. Hay lắm nha. Chơi thêm hai mà anh không thấy chán à? Chủ yếu có bé thôi, em thì chỉ là phụ thôi mà. À, con nhỏ bạn anh xin vào. Gì vậy mày? Tao nhớ mày lắm luôn á, xin mãi mới cho tao vô. Ê mày ơi, tao mặc cặp với mày nha.
Ơ kìa chị ơi, em là người yêu của anh ấy. Bạn thì bạn nhưng mà đâu cần thân đến mức như vậy đâu ạ. Ủa mày thích ý kiến hả? Quen được bản thân tao là mừng rồi. Đừng có ở đó mà dễ đời tao. Hơi quá rồi đó. Sao mày cứ thích kiếm chuyện với người yêu tao quá vậy? Tao là bản thân mày mà. Tao cũng chỉ lo cho mày thôi. Ừ, bạn thân nhưng ở cái mức độ nào đó thôi. Mày không suy nghĩ mày nói vậy là cô ấy sẽ buồn à? Tao đã hứa không làm tổn thương cô ấy nữa. Tao với mày chỉ là bạn thôi. Nên làm ơn, đừng làm phiền tao nữa. Xin lỗi bé, làm bé sợ rồi. Ngoan, anh yêu bé nhiều. Ta đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu. Em là khúc hát hay mình thơm ngát bên đời. Khi bên em anh chẳng trời vời. Bầu trời kia rộng lắm nhưng hôm nay em muốn về. Đảo quân sự địa hình quanh co, liệu có ai muốn chạy bơ cùng em không? Nguồn kiếm từ danh lục, thông nguồn kiếm từ danh dương. Đừng làm cái tính của anh thêm cục, và hãy làm cho anh thương. Anh cứ loay hoay đi tìm cái chất của ai như đoán chạy vánh xưa. Thằng em anh vẽ cho anh có cảnh tượng là đẹp như tranh luôn. Hôm nay cùng anh muốn đi, hãy lên một bó hoa trong trình bày. Rồi rồi, mày xong rồi. Mày dám kích tôi luôn ha. Ai chỉ cho cái thói đó vậy? Xem tóc tóc riết gì ảo hả? Thích bật mắt không bơ? Hả bơ?